Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy Chỉ Hà Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Hà Thị Thủy mắc đau lưng, hội chứng vai gáy. Có thể nói, tình trạng đau lưng dưới xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào. Đó có thể là những cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội. Người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức cơ thể, mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều bị ảnh hưởng. Lưng dưới là vùng có vai trò quan trọng đối với cơ thể con người. Chúng giữ nhiệm vụ chính đó là nâng đỡ thân trên của cơ thể và giúp vận động của con người linh hoạt hơn. Người bị đau phần lưng dưới lâu ngày có thể dẫn đến hiện tượng đau ở các vùng xung quanh, đặc biệt là mông và chân. Người gặp tình trạng này ít hơn 6 tuần, có nghĩa bệnh đang ở mức độ cấp tính. Từ 6 đến 12 tuần trở đi, bệnh bắt đầu chuyển sang giai đoạn nửa mãn tính. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ cao, bị nặng hơn. Nếu tình trạng đau ở phần lưng dưới liên tục hơn 3 tháng, thì khả năng bệnh đã bước vào giai đoạn mãn tính, việc điều trị trở nên khó khăn hơn và chúng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đau của vai gáy là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng và gây đau, kèm theo các hạn chế vận động khi quay cổ hoặc quay đầu. Bệnh thường xuất hiện vào buổi sáng và có liên quan chặt chẽ đến hệ thống cơ xương khớp và mạch máu vùng vai gáy. Bệnh đau của vai gáy nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, ăn uống, giấc ngủ của người bệnh. Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, đến nay Viện Cấy Chỉ Hà Thượng Lãn Ông đã thành công ứng dụng phương pháp cấy chỉ cắt bút và điều trị các bệnh lý về xương khớp mà không cần sử dụng thuốc hay phẫu thuật gây đau đớn, tạo ra một hướng đi mới cho y học Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hà Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.